Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Bất ngờ với chế độ ăn đặc biệt của Messi, người hâm mộ ngỡ ngàng thán phục. Để đứng trên đỉnh cao bóng đá thế giới ở tuổi 35, Lionel Messi cần đến chế độ ăn uống và tập luyện khoa học bên cạnh tài năng thiên phú. Lionel Messi sở hữu kỹ năng và tư duy chơi bóng thiên tài, tuy nhiên để kéo dài đỉnh cao sự nghiệp đến ngoài 30 tuổi, siêu sao người Argentina cũng phải có chế độ tập luyện và ăn uống khoa học. Messi rèn luyện thể lực như thế nào? Messi không chăm tập gym như Ronaldo, nhưng anh vẫn cần một kế hoạch rèn luyện cụ thể, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của các chuyên gia thể lực. Trái với suy nghĩ phổ thông về việc thể hình, thể chất là bất lợi của Messi, yếu tố này lại là một trong những điểm mạnh tạo nên khác biệt cho Messi. Để được như anh ta, trước tiên các bạn sẽ cần phải bùng nổ và mạnh mẽ, Ryan Freshman, chuyên gia nghiên cứu về hiệu suất vận động thể thao nói trên ESPN. Sau đó, bạn sẽ cần phải kiểm soát mắt cá chân, hông và thân mình thật ổn định để truyền sự bùng nổ, mạnh mẽ đó xuống sân. Cuối cùng, bạn sẽ cần phải kiểm soát nó sao cho đúng hướng. Đó là khả năng đặc biệt của Messi. Messi nhỏ con đấy, nhưng tỷ lệ sức mạnh trên trọng lượng cơ thể của cậu ấy khủng khiếp đến mức khó tin. Theo Pinata, Messi gần như chỉ tập những bài giúp cải thiện tốc độ tuyến tính của mình. Chúng được chia thành những phần riêng như chuyển động cơ bản, tăng tốc và tốc độ đa hướng. Theo đó, những bài tập Pilates Bridger Front, một dạng plank hay Lunges, tập bước chân lên phía trước, kéo giãn cơ đùi và nâng cao gối sẽ giúp tiền đạo thuộc biên chế của PSG di chuyển nhanh hơn. Nhảy dây, squat giúp cho cơ bắp ở chân của Messi phát triển, hỗ trợ tăng tốc đa hướng, còn những bài tập bật nhảy vượt chướng ngại làm tăng tốc độ nói chung. Sau khi hoàn thành những bài tập kể trên, Messi uống rất nhiều nước và đi bộ từ 5 đến 10 phút để thư giãn. Lionel Messi ăn gì? Năm 2014, Messi ký hợp đồng với Giuliano Pozzo, một chuyên gia dinh dưỡng người Italia, để giúp tiền đạo người Argentina tiếp tục thi đấu đỉnh cao. Ông Pozzo đã đặt ra 5 thành phần thực phẩm chính xuất hiện trong mọi bữa ăn, bao gồm nước, dầu ô liu, ngũ cốc, trái cây tươi và rau tươi. Bên cạnh những thành phần chính, cá nhân tôi thấy các loại hạt cũng rất tốt. Ông Pozzo chia sẻ, đường thì cực kỳ hại cho cơ bắp, thế nên Messi tránh xa được nó bao nhiêu thì sức khỏe của cậu ấy càng tốt bấy nhiêu. Giống như nhiều chuyên gia dinh dưỡng khác đang làm việc với cầu thủ, ông Pozzo thường xuyên khuyên Messi không nên lạm dụng thịt quá nhiều. Theo Pozzo, thịt khó tiêu hóa nên sử dụng quá mức sẽ phản tác dụng. Chẳng có ai có thể nghi ngờ về chế độ dinh dưỡng tôi làm cho Messi, nhất là khi cậu ấy vẫn khỏe mạnh, thi đấu đỉnh cao hàng tuần, ông Pozzo nói. Trước kia, Messi thích ăn pizza và milanesa, tức là thịt các loại tẩm bột chiên, món ăn truyền thống của Argentina. Sau này, để có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số, anh đã phải hạn chế đến mức tối đa tiêu thụ hai loại thực phẩm này. Tôi 27 tuổi, không thể ăn những món khoái khẩu thời 18 hay 19 tuổi, Messi từng thừa nhận. Trong thời gian ở Barcelona, món ăn mà anh ta yêu thích nhất là gà nướng rau củ. Thịt nạc cung cấp protein và là nguồn dinh dưỡng quan trọng để tái tạo các axit amin có lợi cho việc phục hồi cơ bắp. Trong khi đó, khoai tây chứa tinh bột là nguồn năng lượng cho vận động viên và rau củ tiêu thêm vitamin cho cơ thể. Uy tín của bóng đá Argentina với tư cách là nhà vô địch thế giới giúp cho nước này có cơ hội đăng cai World Cup U20. Tôi nhận được thư mời của ông Chiquita Tapia, Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Argentina, AFA, Bộ Thể thao và Du lịch, Bộ Kinh tế Argentina. Họ đưa ra những đảm bảo cần thiết. Tất nhiên nhà vô địch thế giới là một ứng viên mạnh. Tờ Ole dẫn lời Chủ tịch FIFA Gianni Infantino về việc Argentina xin đăng cai World Cup U20. Hiệp hội Bóng đá Argentina gửi thư xin đăng cai giải đấu sau khi FIFA với tư cách chủ nhà của Indonesia. Chủ tịch AFA Chiquita Tapia lập tức hẹn gặp đại diện của FIFA để thảo luận về việc tổ chức World Cup U20 ở đất nước của nhà vô địch thế giới. Điều thuận lợi cho đề nghị của Argentina là Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hôm 30 tháng 3 vừa đến Paraguay tham dự hội nghị của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ. Cơ quan này cũng ủng hộ Argentina đăng cai World Cup U20 và cam kết hỗ trợ công tác tiếp cận hậu cần. Theo Ole, Argentina có lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh quyền đăng cai. Ngoài sự ủng hộ, hỗ trợ của chính quyền và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, truyền thống và uy tín của bóng đá Argentina là một yếu tố quan trọng. Cơn sốt bóng đá ở Argentina cũng chưa hạ nhiệt sau khi Messi và các đồng đội vô địch World Cup 2022. Quyết định sẽ sớm được đưa ra trong vài ngày tới. Đề nghị của Hiệp hội bóng đá Argentina sẽ được chuyển tới hội đồng của FIFA, ông Infantino nói.
Bên cạnh việc đề xuất đăng cai, Argentina muốn có suất tham dự vòng chung kết World Cup U20 với tư cách chủ nhà thay cho U20 Indonesia. FIFA chưa quyết định sẽ trao suất này cho chủ nhà mới hay đội bóng có thành tích cao thứ 5 tại vòng chung kết U20 châu Á 2023. U20 Argentina từng 6 lần vô địch U20 World Cup, nhưng lứa cầu thủ hiện tại của họ gây thất vọng khi bị loại sau vòng bảng U20 CONMEBOL Sudamericano 2023. Họ chỉ có 3 điểm sau 4 trận, cán đích ở vị trí thứ 4 xếp sau Brazil, Colombia và Paraguay. Tuy nhiên, nếu như AFA đàm phán thành công, U20 Argentina sẽ góp mặt tại vòng chung kết U20 World Cup với tư cách là chủ nhà. Đội bóng hàng đầu của Ả Rập Xê Út đang treo kéo Messi bằng mức lương cao kỷ lục của giới cầu thủ. Tương lai của Leo Messi đang bị đặt một dấu hỏi khi mà hợp đồng của anh và PSG chỉ còn thời hạn đến hết mùa giải năm nay. Đội bóng nước Pháp đã đề nghị gia hạn, song siêu sao người Argentina vẫn đang lưỡng lự. Theo tờ Goal, câu lạc bộ mạnh hàng đầu của Ả Rập Xê Út là Al Hilal đang muốn chiêu mộ Messi theo dạng chuyển nhượng tự do. Nếu như gia nhập đội bóng này, Enpulga sẽ được trao mức lương cao nhất lịch sử bóng đá, vượt khoản thu nhập 173 triệu bảng một năm mà Ronaldo đang nhận tại Al Nassr. Al Hilal hiện đang trong thời gian thực hiện án phạt cấm chuyển nhượng, nhưng họ tự tin có thể mua sắm trở lại vào mùa hè này. Cha của Messi, ông Jorge Messi gần đây đã có chuyến thăm đến thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, nơi mà Al Hilal đóng quân. Thời điểm hiện tại, Messi đang nhận lương khoảng 36 triệu bảng một năm tại PSG. Theo một số nguồn tin, nếu như muốn ở lại với đội chủ sân Parc des Princes, cầu thủ từng giành 7 quả bóng vàng sẽ phải chấp nhận giảm lương. Nếu như sang giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út thi đấu, Messi có cơ hội tái ngộ với Ronaldo. Trước đó, CR7 từng suýt gia nhập Al Hilal vào mùa hè năm ngoái, nhưng án phạt cấm chuyển nhượng của đội bóng này đã khiến cho thương vụ không thể diễn ra. Từ chối gia hạn hợp đồng, De Gea sắp chia tay MU. Theo tiết lộ của tờ The Times, thủ môn David De Gea vừa từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng đầu tiên của ban lãnh đạo MU. Mùa giải năm nay, David De Gea vừa thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng trong màu áo của MU. Riêng tại Premier League, thủ môn người Tây Ban Nha có 11 lần giữ sạch lưới, chỉ kém Nick Pope của Newcastle và Aaron Ramsdale của Arsenal cùng có 12 trận. Bên cạnh đó, De Gea có 71 lần trổ tài cứu thua cho đội nhà. Hợp đồng hiện tại giữa De Gea và MU chỉ còn thời hạn đến ngày 30 tháng 6 của năm 2023. Kèm theo với đó là mức lương lên đến 375.000 bảng. Người gác đền 32 tuổi chính là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại sân Old Trafford. Tờ The Times cho hay, ban lãnh đạo của MU vừa tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với De Gea, thế nhưng lời đề nghị đầu tiên mà Quỷ Đỏ đưa ra đã bị tuyển thủ Tây Ban Nha thẳng thừng từ chối. Tuy không hé lộ mức lương cụ thể, nhưng The Times cho rằng lời đề nghị của MU khá tốt, nhưng De Gea thẳng thừng từ chối vì mức thù lao này không tương xứng với đóng góp của anh trên sân cỏ. Nếu như De Gea kiên quyết từ chối gia hạn hợp đồng, rất có thể Quỷ Đỏ sẽ chấp nhận để thủ môn sinh năm 90 ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do khi mà mùa giải 2022-2023 hạ màn. Nguyên nhân là do giới chủ câu lạc bộ và huấn luyện viên Erik ten Hag không muốn phá vỡ cấu trúc lương của đội bóng. Trong trường hợp De Gea ra đi, MU vẫn còn một thủ môn xuất sắc là Dean Henderson, hiện đang cho mượn tại Nottingham Forest, cùng với đó là thủ môn dự bị Tom Heaton. Thế nhưng, ông ten Hag cũng có thể tìm kiếm thêm một thủ môn đẳng cấp nhằm có thêm lựa chọn nơi khung gỗ của MU. Bốc thăm chia bảng U17 châu Á 2023, Việt Nam vào bảng cực khó. Các lá thăm may rủi đã đưa U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu cực khó tại vòng chung kết U17 châu Á 2023 với Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Chiều nay, Liên đoàn bóng đá châu Á đã tổ chức bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 châu Á 2023 tại Bangkok, Thái Lan. 16 đội tuyển tham dự được chia làm 4 nhóm hạt giống, lần lượt bốc thăm vào 4 bảng đấu khác nhau. U17 Thái Lan mặc định được xếp ở nhóm hạt giống số 1 với vị trí A1 nhờ tư cách chủ nhà. Trong khi đó, Việt Nam chỉ nhằm ở nhóm hạt giống số 3 cùng với Malaysia, Afghanistan và Ả Rập Xê Út, cho dù là toàn thắng ở vòng loại. Chính vì phần nhóm bất lợi, Việt Nam đen đủi rơi vào bảng đấu khó với sự hiện diện của Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Ngay cả đội tuyển thuộc nhóm hạt giống số 4 là U17 Uzbekistan cũng được đánh giá rất cao. Các đội tuyển trẻ Uzbekistan đã làm mưa làm gió ở các giải trẻ châu Á trong những năm vừa qua. Gần đây nhất, U20 Uzbekistan đã lên ngôi vô địch tại U20 châu Á 2023 vừa kết thúc vào giữa tháng 3. Trong khi đó, Nhật Bản là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Nhật Bản từng 3 lần đăng quang ngôi vô địch U17 châu Á vào các năm 1994, 2006 và 2018. Họ nằm trong nhóm các nền bóng đá mạnh nhất châu lục và chưa bao giờ thiếu đi các tài năng trẻ xuất sắc. Cuối cùng, Ấn Độ dù chỉ đứng nhì bảng ở vòng loại nhưng vẫn được các chuyên gia đánh giá cao. Họ từng vào đến tứ kết U17 châu Á các năm 2002 và 2018. Họ nằm trong nhóm các nền bóng đá mạnh nhất châu lục và chưa bao giờ thiếu đi các tài năng trẻ xuất sắc. Cuối cùng, Ấn Độ dù chỉ đứng nhì bảng ở vòng loại nhưng vẫn được các chuyên gia đánh giá cao. Họ từng vào đến tứ kết U17 châu Á các năm 2002 và 2018. Trái ngược với Việt Nam, U17 Thái Lan có bảng đấu được đánh giá dễ thở nhất giải đấu năm nay.
đội chủ nhà may mắn khi nằm chung bảng với U17 Yemen và hai đội cùng khu vực Đông Nam Á khác là U17 Malaysia và U17 Lào. Hai bảng đấu còn lại cũng hứa hẹn khó lường như bảng D của U17 Việt Nam. Tại bảng B, Hàn Quốc, Qatar sẽ phải tranh vé đi tiếp cùng Iran và Afghanistan. Ở bảng C, Trung Quốc đụng độ Tajikistan, Australia và Ả Rập Xê Út.